Tía ơi, tía đừng làm con sợ nha tía. Bình thường con thấy tía cũng khỏe mạnh lắm, mà lâu lâu con quên lặt vặt chút xíu thôi. Con nghĩ là tại vì tía lớn tuổi nên mấy cái linh tinh là tía quên, con không nghĩ là tía có thể quên anh với chị được luôn á tía. Tao đâu có hai đứa này đâu mà nhớ. Không không không, Thôi đừng giỡn nữa, cân trái cây cho anh ta dìa. tía con xin lỗi tía, thiệt là hai anh em con có mấy năm nay không có về thăm tía, tại vì bận nhiều việc quá tía, cho nên năm nay tụi con mới bị thất nghiệp. Ý là công việc cũng ổn định, sắp xếp được rồi, cho nên là tụi con mới về để thăm tía. Lâu lâu về thăm tía, tía đừng giận tụi Sắp con mà xếp được thời tía. gian. Nó đừng giận anh chị nữa. Không, mày biết tính tía rồi, tía có giận hờn ai đâu. Nên tía đâu Mắc giận mớ gì giận hai người này, họ người dân nước lạ, giận tía hờn ơi, gì. tía đừng có nói vậy là Ơi, con tía đừng có sợ giận tía. dai nữa mà Tía tía. ba tía con tía mà tía nhớ con không, tía nhớ mẹ nhớ mình nè đi tía ơi. ơi, đừng có quên mà tía ơi. Tía quên anh chị mai mốt là tía quên luôn con tía ơi, đừng có làm con sợ mà tía. Tía ơi tía. Thôi đi, tụi con đừng có ráng nữa, ổng quên thiệt rồi. Ủa, là sao cô? Cái thằng Bình với con An á, hai đứa tụi bay thiệt là vô tâm. Tụi bay có biết á, là lúc đầu khi mà ba tụi con tâm sự với cô là ổng bị bệnh, là cô đã lo rồi. Mỗi ngày cô qua đây đặng mà cô ráng cô nhắc ổng để ổng nhớ lại. Nhưng mà cô không có nghĩ là bây giờ ổng quên luôn tụi bay, là bởi vì cái sự vô tâm của tụi bay. Tụi bay không có để ý quan tâm gì đến cha tụi bay hết trơn hết trọi á. Quá là vô tâm đi, bây giờ ổng quên tụi bay là đúng rồi. Tía gắng vậy là tía quên con thiệt hả tía? Tía ơi, tía ơi, con là thằng Bình, con của tía nè. Tía ơi, con là con là An nè tía. Hồi xưa tía bế con ở đỏ hỏn á. Tía con hạnh nè tía. Tía ơi, con biết có nhiều khi cuộc sống bộn bề con bỏ quên tía, nhưng mà tía đừng có quên tụi con mà tía. Tía nhớ không, hồi xưa cái đầu con ghẻ không, tía hay để đầu vậy nè, cái lột ghẻ cho con á tía. Tía nhớ không tía? Tía con thằng Bình, con của tía nè. Tôi nói cho cô cậu nghe vậy nè, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà. Không có chuyện gì cũng đi về nhà. Ở ngoài kia dù có phong ba bão táp, hay dù có chao đảo à, cứ về nhà, gia đình nuôi hết. Tía, tụi con về rồi nè tía ơi. Con xin lỗi tía. Tư ơi, nhà là nơi để về. Hễ có gia đình á là có Tết mừng. Nói nghe nè, chấp nhận hết chưa? Chấp nhận hết chưa nè? Rồi đúng không? Có ý kiến gì được không? Cho cô đạp cái rào đi, rồi á gom hai nhà lại thành một nhà được không? Ừ, mừng vậy luôn đi cho nó vui. Trời ơi, con ơi, đạp đi, đạp đổ cái rào đi. Con đạp rồi. Chú tư. Chẳng cần biết ở đâu, có người thân là có Tết. Đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Độc quyền trên Dion.
trường Dương Cúng phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần.